Vios của tao chả có gì để chúng cho chúng mày độ cả. Ê, nói thật chứ Toyota Vios đầy đồ độ, đời mới bây giờ thì cũng vẫn đầy đồ độ, nhưng mà đặc biệt với những cái dòng xe mà tầm 25 đến 27, những cái dòng đời này này. Ôi giời, vô vàn đồ luôn. Thực ra là bảo độ thì nó cũng chẳng có những cái đồ gì gọi là cao siêu cả, nó chỉ là những cái món đồ mà cần thiết mà anh em nên làm thôi. Ví dụ như phim cách nhiệt, bây giờ ví dụ như là đi gần chục năm rồi phim cách nhiệt bây giờ nó kém rồi và trước kia dán chưa được dầu tốt, và đi giờ nó nóng thì anh em trang bị một dòng loại phim cách nhiệt nó tốt hơn, nó mới hơn, và đi nó đỡ nắng, đỡ nóng hơn. Và cái màn hình nguyên bản của xe thì cũng chỉ để nghe FM thôi, thì bây giờ mình có thể lắp một cái màn hình Android mới hoặc là một bộ màn hình camera 360. Ví dụ như chiếc xe này thì lắp đặt một bộ màn hình camera 360 thì đầy đủ các tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, hỗ trợ lái xe an toàn hơn khi có camera 360, và đồng thời ghi hình cả 4 mắt cam. Và chiếc xe này vẫn đang sử dụng chìa khóa cơ thì cũng là lên bộ D-Smart, bộ chìa khóa thông minh, là ra xa lại tự khóa lại gần tự mở, và có thêm nút đời start. Và đặc biệt hơn là cái dòng xe này đời này ấy, thì cái đèn nguyên bản của nó rất là tối, thì anh em có thể trang bị thêm một đôi bi gầm đây, một đôi bi gầm đây, hoặc là một đôi bi pha, thì trang bị cho một đôi để đôi đèn để khi mà anh em di chuyển buổi tối thì ánh sáng nó tốt hơn, lái xe an toàn hơn đấy. Đặc biệt anh em là đi xe Vios biết, anh em biết rồi đấy. Nhiều người cứ bảo là ôi xe tao có bi rồi sáng lắm, thực tế là khi mà lắp đèn độ lên và cái đèn nguyên bản này thì nó khác nhau một trời một vực luôn đó. Thì anh em đang sử dụng xe Vios thì anh em có thể tham khảo những cái món đồ mà em có thể vừa mới nói và trang bị cho nó để sao mà nó phù hợp với cái nhu cầu và nhu cầu của sử dụng của mình đó.